Đang bắt đầu nè. Thì trước khi mà đi vào cái cụ thể của cái lập trình Scratch thì tôi sẽ nói một vài lời liên quan đến cái chương trình lập trình Scratch trong cái chương trình tin học phổ thông để cho chúng ta hình dung một chút nhé. Thì các bạn biết rằng là chương trình tin học phổ thông mới 2018 ấy thì cái chương trình chương trình gọi là giáo dục phổ thông mới đúng không? Phổ thông 2018 ấy mới mà bộ đang đưa vào đấy, hiện nay đang áp dụng cho lớp lớp 3 và lớp 6, mà năm tới năm nay đang dụng là lớp 10, lớp lớp 4, lớp 7 và lớp 10. Đấy. Sau năm nữa thì là lớp 5, lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đấy. Thì cái môn tin học mà mới trong trình mới là như sau, là học bắt buộc. Chúng ta chú ý nhé, nói qua là chúng ta hình dung nhé. Học bắt buộc như là một môn chính thức từ lớp 3 cho đến lớp 12. Đấy, chương trình mới của chúng ta là như vậy. Thì trong chương trình này thì như vậy là học sinh nào cũng bắt buộc phải học cái môn tin học này từ lớp 3 đến lớp 12. Đây là môn bắt buộc. Và đến hết lớp 12 thì nó giống như là các môn học khác, nó cũng đi thi như bình thường, như là các lớp môn đời được đi thi tốt nghiệp phổ thông, thi đại học giống như các môn học khác. Thì riêng cái phần lập trình thì như sau, thì tôi nó qua cho các bạn. Trong cái chương trình của chúng ta thì cái phần lập trình là cái phần mà tương đối quan trọng và nó chiếm khá nhiều thời gian. Thì như sau nhé, trong chương trình, theo chương trình của bộ mà các khoa đã viết ấy, thì chúng ta học sinh sẽ được học mà hai cái ngôn ngữ lập trình, một là Scratch và hai là Python. Đấy. Python sẽ được học từ lớp 10 và 11 và 12 trong chương trình là có. Còn Scratch là như sau, Scratch sẽ được học là lớp 3, xin lỗi, hỏi hỏi lớp 3. Lớp 3 là chưa có, mà để xóa đi, mà học từ học lớp 4, lớp 5 và lớp 8, lớp 9. Đấy. Chương trình nó xếp như vậy nhé. Lớp 4 là 8 tiết, lớp 5 là 14 tiết, lớp 8 là 8 tiết và lớp 9 hình như cũng là 8 tiết. Đấy. Thì như vậy là thật ra cái số tiết dạy cho học sinh về về trên lớp học trong môn tin học ấy, class thì nó không nhiều. Như vậy suy ra cái chương trình mà được dạy trong trường phổ thông và cả hai cấp 1 và cấp 2 nó chỉ là phần rất cơ bản thôi, cái phần rất cơ bản nó không có nhiều, phần rất cơ bản. Đấy. Tôi nói ít đấy. Nó toàn bộ cái phần mà rất cơ bản này mà dạy trong từ lớp 4 đến lớp 9 ấy thì nó còn còn ít hơn cái chương trình mà tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn. Tôi sẽ hướng các bạn là trong 12 buổi, thì trong 12 buổi đó thì là tôi sẽ trình bày là phủ kín cái phần này rồi, phủ kín cái phần phổ thông này rồi. Cho nên các bạn yên tâm là nếu các bạn ở đây là giáo viên mà dạy cấp 1, cấp 2 ấy, thì nếu mà học cái lớp của tôi thì học xong là có thể về mình muốn tách dạy được lớp 4, 5 và 8, 9. Đó. Tuy nhiên thì nó không là tôi sẽ nói thêm, nó không phải đơn giản như vậy. Vì là cái Scratch, cái môn học là ngữ lập trình rất rất đặc biệt, cho nên tôi sẽ nói thêm. Được chưa? Đó, như vậy cái phần gọi là cái phần chương trình mà Scratch trong trường phổ thông nó còn nhỏ hơn cái lớp của chúng ta, nhỏ hơn cái lớp Scratch cơ bản của chúng ta nhé. Đây lớp của chúng ta này thì cái chương trình mà dạy trong 4 5 8 9 nó còn thua cả cái chương trình của chúng ta ở đây. Đấy. Tuy nhiên thì là như thế này. Bây giờ tôi sẽ nói thêm cái ý thứ hai để cho các bạn hình dung thêm cái tôi muốn muốn cho các bạn thấy là cái vai trò của cái Scratch như thế nào ở ở trong cái lứa tuổi phổ thông để cho chúng ta hình dung nhé. Thì tôi nói luôn là khi nói về lập trình chung chung ấy ở trong trường phổ thông ấy, thì từ xưa nay mọi người đều hiểu, tất cả mọi người đều có cái tư duy, vì nó hình thành là rất lâu rồi là
tất cả các giáo viên phổ thông từ xưa nay, không phải Việt Nam mà nước ngoài, đều có suy nghĩ rằng là cái đã lập trình ý, là phải là hàn lâm thuật toán, là phải là thuật toán, là phải là thuật toán đấy, là giải toán, đúng không, giải toán. Và cái chương trình nôm na là nó là một chương trình là lập trình hỏi, nó là tôi gọi tạm là hàn lâm, hàn lâm. Thì mọi người đều có tư duy như vậy. Và cái Python mà được dạy từ lớp 10 đấy thì nó đúng là như vậy thật. Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, và khi đưa vào một chương trình phổ thông thì nó đúng là theo hướng là dạy thuật toán, giải toán, và nó mang cái tính là hàn lâm tương đối cao. Hay người ta gọi như thế này, người ta gọi chung cái từ là khoa học máy tính, là khoa học máy tính, là khoa học máy tính nhé. Hay thì anh nó là CS, nó là computer science, nó gọi là computer science, hay viết tắt là CS, CS đó. Thì từ xưa nay mọi người đều có cái suy nghĩ chung là đã lập trình tức là phải là CS, phải là computer science, phải là hàn lâm. Nhưng mà tuy nhiên thực tế nó không phải như vậy. Để tôi sẽ nói, từ khi nó ra đời ngôn ngữ lập trình Scratch thì nó lại khác hẳn, cái ý nghĩa của cái việc lập trình nó lại khác hẳn đi đấy, nó có sự thay đổi rất là quan trọng. Thì những người mà đầu tiên mà đặt ra cái nghĩ ra cái kiểu lập trình mới, lập trình các thảo Scratch ấy, thì họ không định hướng đến đến hàn lâm. Định hướng ban đầu của Scratch ấy, là khi người ta lập ra là dành cho học sinh tiểu học, dành cho trẻ em, hay là dành cho tiểu học, và với ý nghĩa là dùng dùng Scratch này lập trình để làm ra những cái chương trình đơn giản, cái chương trình như là một cái chương trình, một cái chương trình hoạt hình chẳng hạn, hay là một cái trò chơi chẳng hạn, một cái trò chơi đơn giản, hay là một cái chương trình mô phỏng đơn giản, mô phỏng có tương tác đơn giản, nôm na là làm một cái game đơn giản đấy. Đấy thì cái ý nghĩa ấy, rất cơ bản của cái ban đầu nó là như vậy, nó là như vậy. Được rồi. Tuy nhiên thì mình cũng có người sẽ đặt vấn đề là như vậy Scratch có thể dạy được việc hàn lâm không? Đấy. Đấy, thì câu trả lời là có thể, nhưng một chút thôi. Như vậy là Scratch nó vẫn có liên quan đến hàn lâm, nó có liên quan đến hàn lâm. Đấy. Hiện nay chỗ này là một chỗ đang gây đang thơ tôi là đang gây tranh cãi. Hiện nay các tác giả của sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 4, 5 và 8, 9 đang tranh cãi rất nhiều với Bộ Giáo dục là nên đưa cái Scratch này vào trong trường phổ thông, đưa như thế nào? Đưa như là một ngữ lập trình hàn lâm như là Python, hay là đưa đưa nó chỉ là một cái chương trình để cho học sinh nó chơi bời cho nó vui vẻ. Đấy, thì hiện nay cái chỗ này vẫn đang đang làm vấn đề. Nhưng mà theo tôi hình dung ấy, thì là theo tôi cảm giác là hình như là bộ đang hướng là chỉ dạy phần hàn lâm thôi, không dạy những cái phần mà cho trẻ em nó thích thú như là vẽ hình. Đây có thêm một chút nữa là vẽ hình nhé, vẽ hình hay là tạo phim hoạt hình đơn giản, tạo game đơn giản. Hiện nay theo tôi biết là hình như là bộ đang không muốn dạy cái đó cho học sinh trong chương trình phổ thông, mà chỉ muốn dạy những cái phần gọi là tương đối hàn lâm, dạy như mỗi lập trình bình thường. Đây đang còn tranh cãi nhé, thì đây đang còn tranh cãi, nhưng mà hình như là bộ đang đang định hướng là như vậy. Thì nếu bộ một hướng như vậy thì theo tôi nó là một cái sai lầm rất là lớn. Thế được, tôi nói thêm nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ sang một cái trang mới để tôi mô tả nhé. Như vậy là lập trình nói chung nhé, thì hiển nhiên là lập trình với cái lập trình bậc cao chẳng như là Python nhé, Python thì nó nghiêng hoàn toàn sang là hàn lâm, tức là lập trình để làm để rèn luyện các tư duy thuật toán, tư duy lập trình, và để giải các bài toán nó mang tính là thuật toán. Thế câu hỏi đặt ra là bây giờ theo đúng nghĩa ra thì Scratch nó nên như thế nào? Hiện nay thì nó hiện nay là ngay ở trong xã hội Việt Nam hiện nay, theo tôi là có một cái suy nghĩ, có một cái luồng tư duy là không chính xác như này. Đối với ở bên ngoài đấy,
đối với một số giáo viên hay mà đa số từ xưa nay người ta vẫn hiểu là Scratch chỉ dành riêng cho học sinh tiểu học thôi. Đấy, dành riêng cho tiểu học, và nó thuần túy là phần mềm, là cái ngôn ngữ để làm trò chơi, để làm trò chơi đơn giản, để làm trò chơi đơn giản, làm trò chơi đơn giản. Và trong mắt của rất nhiều người thì cứ nghĩ rằng là Scratch dành cho tiểu học thôi, không dành cho học sinh trung học cơ sở. Hơn trung học phổ thông lại càng không phải, người ta nghĩ là, nhưng mà là đối với trung học phổ thông là Python là đủ rồi. Cho nên là rất nhiều người có suy nghĩ là Scratch chỉ dành cho tiểu học thôi, tiểu học trung học cơ sở trở lên là không nên học Scratch nữa và nên chuyển thẳng sang Python. Đấy, thì đây là tư duy của rất nhiều giáo viên hiện nay, mà theo tôi là theo tư duy đó là không chính xác hoàn toàn. Thì bây giờ tôi sẽ nói thêm nhé. Như vậy là Scratch ấy hiện nay là một một mặt là người ta cứ nghĩ là những dành cho tiểu học, cho nên cậu thấy là trong các kỳ thi, ví dụ kỳ thi tin học trẻ hay kỳ thi học giỏi hiện nay là Scratch chỉ dành cho khối A thôi, khối B, C là cũng có, khối B là người ta dạy, người ta bắt là lập trình là thuật toán rồi, bắt phải học trình lập trình C rồi, hay là Python rồi. Như vậy là học chỉ có khối A mới thi Scratch thôi. Ở hiện nay người ta rất nhiều người ta suy nghĩ như vậy. Một cái sai lầm nữa hiện nay mà tôi thấy nhé, Scratch dành cho tiểu học thì đương nhiên là phải làm cái trình để cho học sinh, cho trẻ con nó thích thú làm trò chơi, là vẽ hình, làm cái trình đơn giản. Thì hiện nay là có nhiều nhiều người, nhiều chuyên gia họ lại suy nghĩ rằng là đối với tiểu học thì thậm chí là không cần làm trò chơi nữa mà hãy luyện theo hướng hàn lâm đi. Cho nên hiện nay là rất nhiều cái cuộc hiện nay trong ví dụ trong cuộc thi tin học trẻ chẳng hạn, là người ta lái cái phần tin người ta lái cái phần tiểu học này là sang hàn lâm. Đấy, mặc dù hàn lâm tức là nôm na là giải toán, nôm na là giải toán. Thì theo tôi đây là một cái định hướng rất là sai lầm của đoàn thanh niên, nhưng mà không biết làm nào để mà không biết làm nào để bị chỉnh sửa hướng được. Hiện nay là toàn bộ cái việc thi cái bản thi tin học sinh tin học trẻ khối A đấy của cái thi Scratch ấy, là thi hạn thi của hàn lâm, thi kiểu là giải toán input output. Mà năm nay thì hình như năm nay thì biết là trung đoàn có ra một cái yêu cầu, nữa là học sinh tiểu học có thể dùng Python để mà giải các bài toán thi tiểu học. Như vậy đó là những cái sai lầm mà theo tôi là những cái lệch lạc rất là khủng khiếp, mà không hiểu sao sao họ nó cứ nâng vận hành như vậy. Như vậy là sai nhé, như vậy theo tôi nhé, là sai đấy. Thế thôi là như thế này, bây giờ tôi quay lại, đây là quan điểm chung của mình, nhưng mà theo tôi là như này, bây giờ theo cá nhân tôi, tôi quan điểm của cá nhân tôi nhé, cách tôi là như thế này, là Scratch đây, đây là Python. Thì Python muốn lập trình bậc cao thì Python hiển nhiên là đối với trung học phổ thông nó là có cái hướng là hướng hàn lâm, thì cái điều này là đúng rồi. Thật ra là Python là ngôn ngữ nó không phải chỉ có hàn lâm mà nó còn định hướng sang cả nghề nghiệp nữa, rất là nhiều đấy, nghề nghề là hay là ICT. Vì làm học Python có thể làm rất nhiều việc khác nữa chứ không làm ra dòng nghề, nhưng phần lớn cái nghề này là dành cho đại học ở trên, cho nên là cái này chúng ta có thể tạm thời quên đi. Như vậy là đối với trung học phổ thông thì cái Python định hướng hàn lâm theo tôi là đúng, không có gì sai, chuyện này đúng hoàn toàn nhé, chuyện này là đúng, ok đúng. Dạy về ngôn ngữ lập trình bậc cao, dạy về kỹ thuật lập trình, dạy về thuật toán, giải toán theo cái kiểu như định hướng thi sinh giỏi hay là thi IOE trong tương lai, thi quốc tế, thì như vậy là đúng. Nhưng còn Scratch thì như sao đó, thì Scratch là như này nhé. Theo tôi thì cái vai trò của Scratch là như này, nó đóng vai trò trung gian giữa một bên này là robot nhé. Robot là một cái ngạch riêng, chúng ta không robot là cái lập trình robot là lập trình phần cứng và nó có cái đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cái Scratch nó là một cái mà trung gian giữa robot và hàn lâm. Đấy. Như vậy là cái Scratch nó là cái trung gian theo tôi nhé, nó làm một lập trình rất là hay và nó trung gian giữa giữa cái lập trình robot hay nó gọi hay biệt ta gọi lập trình STEM đấy và hàn lâm. Cho nên là Scratch nó có thể học để mà làm hàn lâm được à, và hàn lâm nhé, và hàn lâm nó trung gian.
nó không phải nó vì nó không bây giờ dùng Scratch dạy Scratch để mà giải toán thuật toán là sai là không đúng, rất là khó nhưng mà dạy Scratch chỉ để cho sinh tiểu học thôi, để làm phần mềm trò chơi đơn giản thôi thì cũng không phải. Đấy, thì theo tôi như này nhé, theo tôi Scratch nó vào đóng vào trung gian và nó làm một cái lập trình là nó trung gian giữa robot và Python, và nó có tính tư duy có tính rất là tốt và nó có thể cho phép là dạy cho tất cả mọi lứa tuổi học sinh. Như vậy là theo tôi thì Scratch dạy cho sinh tiểu học là vẫn tốt, tiểu học là rất tốt, cho trung học cơ sở rất là tốt, thậm chí cho trung học phổ thông cũng rất là tốt, mà thậm chí cho cả người lớn nữa. Đấy, thì theo tôi là như vậy. Hiện nay là nhà nước mình là dạy thì dạy đưa đưa Scratch vào tiểu học một chút, đưa vào trung học cơ sở một chút, còn trong phổ thông là không đưa, và cái trình đưa vào nó rất là ít đó. Thì hiện nay bản thân tôi rất là muốn để phổ biến cái chương trình Scratch này ra, để cho không chỉ có tiểu học mà trung học cơ sở vẫn vẫn cần học, vì Scratch nó làm được rất nhiều việc. Tôi sẽ khi mà tôi nói vào chương trình tôi sẽ nói thêm. Nhưng mà nôm na thì tiểu học là gì, tiểu học là nôm na tiểu học là Scratch nó giúp cho học sinh là rất là hay, rất là thích thú khi học. Học sinh mà học lập trình là vô cùng thích thú, say mê, và vì nó giống trong trò chơi ấy mà. Tuy nhiên thì ở ở mức tiểu học thì thực ra chỉ là học những cái rất cơ sở ban đầu thôi, chứ nó chưa có tính hàn lâm một chút nào cả, và nó chỉ làm ra những phần mềm hay là trò chương trình rất đơn giản như vậy. Ở mức tiểu học là mức hoàn toàn cơ sở cơ bản và đơn giản. Những cái chương trình hay là những cái phần mềm mà học sinh tiểu học thì rất là khó làm cái trình nó làm bài bản. Cho nên hiện nay là gì, hiện nay là chúng ta chỉ các trường phổ thông hiện nay là đều chỉ dừng lại dạy cho sinh tiểu học làm Scratch thôi, còn lên trung học cơ sở là không làm nữa. Cho nên là trong các cái cuộc thi sản phẩm sáng tạo thanh thanh thiếu nhi, theo sinh học là có rất nhiều bài, nhưng mà học sinh học với các em nó bé quá, các em chưa đủ khả năng để làm ra những phần mềm thật bài bản đó, thì phải lên cấp 2 thì các em đó em nếu học tiếp thì em đó mới có đủ khả năng để làm ra những phần mềm chất lượng hơn. Thì theo tôi là học sinh trong cơ sở vẫn cần được học tiếp tục Scratch và học ở chế độ nâng cao hơn, nâng cao và làm ra các cái sản phẩm tốt hơn, có ý nghĩa hơn. Vì sao lại như vậy? Vì là đối với tiểu học thì không thể học sinh không thể hiểu được cái hàn lâm của cái bên Python này, còn lên cho cơ sở thì đã có một chút hàn lâm rồi, và học thêm các chức năng nâng cao nữa của Scratch thì học sinh có thể làm sản phẩm tốt hơn. Và theo tôi nếu mà học sinh trong cơ sở mà học tốt ấy, thì các em có thể hết cấp 2 các em có thể làm ra sản phẩm rất là tốt, dùng ngay cho học sinh của mình, dùng ngay cho giáo viên được đó. Còn hiện nay là cấp 3 hoàn toàn không, nhưng mà theo tôi nếu mà cấp 3 mà làm được ấy thì sẽ rất tốt, vì nếu mà cấp 3 là học sinh hoàn toàn là có thể hiểu hoàn toàn các ý tưởng thuật toán của hàn lâm rồi, thì khi đó thì làm ra các sản phẩm rất tốt, làm ra sản phẩm rất đa dạng, rất tốt, rất đa dạng, rất đa dạng. Đấy, thì có điều kiện thì tôi sẽ trình bày tất cả cái này trong những cái buổi mà trong những cái buổi mà khi nào tôi sẽ sau này tôi sẽ mở thêm, đây là lớp cơ bản, tôi sẽ mở thêm lớp là nâng cao nữa, nâng cao dành cho trung học cơ sở và nâng cao nữa cho phổ thông đó. Thì theo tôi như vậy hiện nay tôi đang như vậy là cái hướng này này dành cho cái này thì tôi tạm gọi nó là Scratch cơ bản, nó là Scratch cơ bản tạm gọi thế nhá. Và tôi kiến nghị chương trình của lớp chúng ta sẽ dạy theo cái này, cái chương trình bên này là chương trình tôi gọi là Scratch nâng cao, tôi gọi là tạm thời gọi là như thế nhé, là cái chương trình này dành cho học sinh trung học cơ sở, tức là nâng cao hơn so với tiểu học, và học sinh học kia xong nâng cao này thì có thể làm ra sản phẩm tốt hơn, nghiêm túc hơn, và để mà đi thi sản phẩm sáng tạo thanh thiếu nhi thì phải ở cấp này thì nó có ý nghĩa. Hiện nay là cái cấp mà tiểu học đi thi vẫn được thôi, nhưng mà tiểu học đi thi này chỉ ra sản phẩm để
việc có giải để phải để phương thức cho các em thôi. Chứ còn cái sản phẩm của thích nghi này thì theo tôi là rất khó để áp dụng cho dùng cho tất cả những người khác, rất là khó. Cho em nó thôi thì được, em nó học làm này rất tốt, nhưng mà cấp 2 thì các em hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm mà có thể là cực kỳ tốt dành cho nhiều người dùng được. Còn đến cấp 3 thì tôi gọi là cái chương trình cấp 3 này là Scratch nhé. Scratch này là thiết kế là sản phẩm và thiết bị số. Đây thì cái này mới là cái mà là cao nhất đây. Theo tôi thì cái chương trình này nếu mà dạy được ấy thì nó giúp chúng ta già rất là tốt. Tôi lấy ví dụ ở đây ở với cái trình ở chỗ này ở mức độ này này thì là học sinh phổ thông cộng giáo viên, chúng ta có thể làm ra những giáo án điện tử rất là tốt, những cái mô phỏng thí nghiệm, những cái mô phỏng bài học của mình rất là ngon lành, rất là dễ. Hiện nay ví dụ giáo viên chúng ta làm những cái phần mềm dùng để mô phỏng với mô phỏng các hiện tượng vật lý chẳng hạn, mô phỏng các hóa học chẳng hạn, hay làm ngay trong toán học thôi, ngay trong tin học thôi, làm ra sản phẩm mà nó thật là ngon lành đủ chúng ta hầu như không làm được. Mặc dù phần mềm khác để làm thì rất là khó, vì dùng chúng ta có thể dùng dùng C hay dùng phần mềm dùng Python để làm cũng được, rất là khó, nhưng mà làm bằng Scratch thì lại rất là dễ. Đấy, cho nên cái quy trình mà học học từ đây này xong sang đây là nó không xa. Đấy, thì theo tôi là như vậy nhé, để tôi vừa sơ qua để cho thấy là cái như vậy là cái vai trò của quy trình cấp thả Scratch là rất là tốt. Hiện nay là bộ đưa cái này vào trường là theo tôi là rất tốt rồi, nhưng mà hiện nay trong chúng ta là còn đang có cái nhiều cái tư duy khác nhau, cái quan điểm khác nhau về dạy cái này như thế nào, đưa vào nhà trường như thế nào và thi như thế nào. Theo tôi là còn rất là vì nó mới mẻ, nó còn rất lung tung, rất là hiện nay. Ví dụ như hiện nay là cái việc thi tin học trẻ cho khối A của trung đoàn ấy thi chỉ toàn là giải toán cả, dùng Scratch để giải toán, thì theo tôi là cái sai lầm một cách kinh khủng khiếp, sai lầm không thể nào mà chấp nhận được, nhưng mà không thể nào, không ai có thể nói được với trung đoàn để họ thay đổi. Hiện nay là tâm lý của các nhà trường là chỉ dạy học sinh tiểu học Scratch thôi, cấp 2 là bỏ, cấp 2 là mua vàng vàng là học chuyển sang học Python, cũng là sai lầm, cũng rất là sai. Rồi, nhưng mà tôi vừa mới trình bày nhanh, các bạn mất 24 phút rồi nhưng không sao. Bây giờ chúng ta sẽ học sang cái bài bài đầu tiên. Thì cái bài đầu tiên của tôi có tên là, tôi tạm đặt tên là như thế này để chúng ta có cái hình dung. Đây là cái nội dung của bài đầu tiên hôm nay, có cái chủ đề là nhân vật và sân khấu. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm quen với việc là Scratch này, chúng ta làm quen với khái niệm là sân khấu và nhân vật. Và hôm nay là cái buổi đầu tiên cho nên là chỉ làm quen với chương trình, và chúng ta sẽ làm ra một vài cái chương trình đầu tiên, nó khá đơn giản. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ các bạn có thể bắt đầu là có thể quan sát tôi làm, có thể làm theo được rồi. Thì đây chính là cái giao diện của chương trình Scratch. Chúng ta có thể làm là chúng ta có chạy online cũng được, hoặc chúng ta có thể là đang về nhà. Đây, chúng ta muốn mà chạy online chúng ta vào cái trang là scratch.meet.edu đúng không? Meet.edu đây, chúng ta vào cái trang này. Trang này sau đó chúng ta sẽ theo tôi thì ở lớp chúng ta mỗi bạn nên tạo cho mình một cái tài khoản trên trên cái trang này, và chúng ta có thể đẩy những cái bài làm của chúng ta lên trang này để tự lưu lại cho người khác xem được. Thì nó ai mà có tài khoản, chúng ta vào đây, chúng ta tạo tài khoản ở đây và chúng ta sign vào đây. Còn không 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 cần gì cả, chúng ta vẫn vẫn dùng được. Chúng ta vào cái lệnh là create này, nó sẽ tạo ra, nó sẽ vào ngay cái trang chúng ta lập trình online luôn. Đây đây là những cái trang mà chúng ta lập trình online ở trên mạng. Còn chúng ta có thể tải về, chúng ta có thể tải về và chạy ở trên PC. Đây đây là cái bản mà tôi tải về trên PC thì nó như thế này. Thì tôi sẽ dạy các bạn trên cái bản tải về nhé, cho nó thuận tiện, không phụ thuộc vào mạng gì cả, không sợ nó bị chạy bị lỗi khi mà chúng ta mạng nó hỏng. Được rồi, bây giờ chúng ta làm quen nhé. Thì bản thân Scratch này là nó có hỗ trợ tiếng Việt, nhưng mà tôi xin phép tôi sẽ dạy bằng bản tiếng Anh, vì tôi nghĩ rằng giáo viên chúng ta nên có một cái ít nên nên chúng ta có dạy cho học sinh, tôi dạy cho học sinh bằng tiếng Việt, bằng cái bản tiếng Việt, nhưng mà chúng ta nên biết tiếng Anh để chúng ta có cái tư duy cao hơn một chút và có cái tư duy hàn lâm hơn một chút. Vì đã nói đến hàn lâm lập trình rồi là phải bằng tiếng Anh. Đấy. Mặc dù là cái Scratch nó hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn, thì đối với học sinh tiểu học các em có thể là tiếp thu bằng tiếng Việt ngon lành. Theo tôi là dạy tiếng Việt là vẫn rất tốt, không có gì cả.
Nhưng mà nếu chúng ta muốn là nhìn vào nó như là một ngữ một trình hàn lâm thì chúng ta nên biết tiếng Anh. Đó, thì tôi sẽ dạy lớp này bằng tiếng Anh nhé, bằng cái bản tiếng Anh. Còn nếu cần thì các bạn có thể tôi có thể chuyển sang tiếng Việt để cho các bạn xem thôi nhé. Được rồi, như vậy bây giờ chúng ta vào đây xem thì cho thấy ngay nhé. Đối tượng chính của chúng ta chính là ở cái khung này đó, và đây chính là gì, đây chính là con mèo có sẵn trên màn hình, đây chính là nhân vật. Chúng ta sẽ làm việc với các nhân vật đấy. Còn là cái khung chúng ta có phóng to này, phóng to đây nhé. Cái khung này thì nó gọi là sân khấu đó. Như vậy là mục đích của chương trình Scratch là chúng ta sẽ lập trình để điều khiển nhân vật và sân khấu đó. Chúng ta còn vậy là ngay từ ban đầu khi tiếp xúc với cái lập trình Scratch cho thấy là nó khác hoàn toàn so với là Python, so với là C, so với Pascal. Với Python, với C, Pascal đối tượng chúng ta quan tâm là các kiểu dữ liệu, là kiểu là số nguyên, là sâu ký tự, rồi là mảng mảng số, đó là cái đối tượng chúng ta cần lập trình. Còn thằng này thì không, đối tượng của chúng ta là nhân vật, là sân khấu. Đó là cái sự khác biệt rất lớn luôn. Cho nên nếu mà ai đó cứ nghĩ rằng là dạy khác để giải toán thì là sai hoàn toàn, là vì vậy nó là khác hẳn, nó làm cái muốn cái lập trình nó làm cái công cụ thôi, còn đích của chúng ta là chúng ta làm ngay ra cái sản phẩm số, và đối tượng của chúng ta là con mèo, là các nhân vật và sân khấu đó. Cho tôi nhắc lại một chút chúng ta hình dung nhé. Phần đầu tiên là chúng ta phải chú ý như vậy là cái đối tượng của chúng ta nhé, cái đối tượng mà chúng ta cần phải lập trình điều khiển ấy là sân khấu và nhân vật. Chúng ta chú ý nhé, nhân vật đó, sân khấu là hình chữ nhật trên màn hình, chúng ta có thể phóng to, chúng ta quan sát sân khấu đúng không nào, và trong đó chúng ta có các nhân vật, thì có thể là trước mắt là có một con mèo mà chúng ta có thể bổ sung thêm rất nhiều. Đây một con mèo ở đây nhé, tôi có vẽ tung vào đây, nó có thể đây là một con gà, đây lấy ví dụ đây là một con chó, đây như là đây cái đám mây, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì ở tất cả cái này nó gọi là nhân vật. Còn cái ở bên cái nền ở dưới này nó gọi là sân khấu. Thì cả sân khấu lẫn nhân vật đều là đối tượng mà chúng ta cần lập trình để điều khiển. Đó. Đây là cái rất quan trọng, cái tư duy này là rất quan trọng. Thì chúng ta điều khiển cái gì? Đấy. Thì chúng ta tưởng tượng như vậy là các nhân vật là ở trên sân khấu. Như vậy chính chúng ta là như vậy chúng ta cảm giác chúng ta chính là một đạo diễn. Chúng ta tạo ra vẽ ra kịch bản và chúng ta điều khiển để nhân vật và sân khấu hoạt động theo kịch bản của chúng ta. Đó. Như vậy là bản thân cái công việc lập trình ở Scratch đó là bản thân nó là một công việc hoàn toàn sáng tạo. Bạn thấy không? Vậy là ngay từ đầu cái tư tưởng lập trình của Scratch là nó khác hẳn với Python hay là với các ngữ lập trình bậc cao. Nó là ngay từ đầu nó đã rất sáng tạo rồi. Đấy. Bắt đầu có mỗi con mèo thôi, chúng ta lập trình như chúng ta bây giờ đây tôi quay lại con mèo nhé. Đây bình thường khi chúng ta tạo ra một chương trình rồi, chúng ta bấm nút nút xanh là chạy chương trình, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà cái nút xanh phía trên màn hình chính là nút để mà chạy chương trình, chúng ta bấm vào chẳng thấy cái gì cả, thế là chúng ta chưa làm gì cả, nhưng mà con mèo nó cứ đi một chỗ, chúng ta chưa làm gì cả, chúng ta chưa hề vẽ kịch bản, chúng ta chưa hề đạo diễn, chúng ta chưa hề lập trình, thì mèo nó đi một chỗ, được chưa? Đó thì bây giờ như vậy là chúng ta chính là người đạo diễn, đạo chúng ta chính là người đạo diễn kiêm kịch bản và kiêm lập trình luôn. Đó thì cái người mà cho nên cái lập trình Scratch là nó cũng là ngay đầu là cái tư duy hàn lâm, chúng ta tạm thời gạt sang bên cạnh đó, tạm gạt bên cạnh, và cái tư duy là tư duy nghệ sĩ đấy, tư duy là sáng tạo hoàn toàn, mà cái này rất phù hợp với học sinh phổ thông, học sinh tiểu học rất là thích, trẻ con mà thích lắm, thích mê ngay. Thế lấy ví dụ nhé, bây giờ chúng ta sẽ bắt lập trình này, cho thấy là nhưng mà cái người mà làm chương trình giỏi của Scratch ấy chưa chắc hàn lâm nó đã là giỏi, chưa chắc người đó là thuật toán nó giỏi, nhưng mà cái đó sáng tạo em đó rất là sáng sủa, em đó nghĩ ra rất nhiều thứ hay ho thì lập trình được. Rồi thế bây giờ như vậy là ý đầu tiên là
là chúng ta lập trình cho sân khấu và nhân vật. Thì ban đầu chỉ có một nhân vật thôi nhé. Các bạn chú ý này, khi hay chúng ta đây ở dưới đây là nhân vật này, khi chúng ta bấm vào cái ô nhân vật ở đây chứ, thì ở bên ở giữa chính là cửa sổ lập trình, thấy rõ không nào? Và phía trên có phải trên nó có con mèo, như vậy là ở đây là gì, đây là đang lập trình cho con mèo. Đấy, như vậy là vậy suy ra gì, vậy chúng ta phải lập trình cho mỗi nhân vật ở trong chương trình. Đấy, các bạn lưu ý các nhé, như vậy là cần lập trình cho mỗi nhân vật. Điều chúng ta bấm vào cái nút là đây, ô này, ô này chính là ô nói về sân khấu đây. Chúng ta bấm vào đây, ở đây con mèo là biến mất, và dưới đây là cái khung lập trình cho sân khấu đó. Như vậy suy ra thì suy ra là chúng ta sẽ viết kịch bản và đạo diễn, và chúng ta lập trình để thực hiện kịch bản đó. Thì lập trình là như này, lập trình cho từng nhân vật và sân khấu. À, chúng ta chú ý đấy, như vậy như này nhé. Như vậy là để cho chúng ta có thể làm được là như sau đây. Như vậy là chốt lại nhỉ, như vậy là một cái chương trình Scratch ấy là nó bằng gì, nó bằng là kịch bản. Chúng ta phải có kịch bản để chưa, kịch bản chúng ta, sau chúng ta có đạo diễn để mà thực hiện kịch bản đó, và sau đó chúng ta thể hiện kịch bản và đạo diễn bằng cách là lập trình đấy. Nhưng mà các bạn thấy như vậy là cái và lập trình này thì lập trình như thế nào, lập trình nó phụ thuộc thêm, lập trình cho mỗi nhân vật và cho sân khấu, lập trình cho mỗi nhân vật nha, và lập trình cho sân khấu. Các bạn chú ý đọc không cái ô này nhé. Đấy. Như vậy là cái tư duy lập trình của Scratch nó khác hẳn với tư duy của lập trình cũ theo kiểu Hàn Lâm. Theo kiểu Hàn Lâm là như này, theo kiểu Hàn Lâm chúng ta nhớ lại là chương trình bằng cấu trúc dữ liệu, cộng cấu trúc dữ liệu cộng với thuật toán. Thì đây là cái mô hình mà người ta hay nói về cái chương trình học gọi là Hàn Lâm. Chúng ta phải có cấu trúc dữ liệu, chúng ta phải có cái gì, chúng ta phải có là quan tâm đến là đâu là số thực, đâu là số nguyên, rồi đâu là số ký tự, rồi đâu là mảng số, đúng không, hay là mảng hay là dãy số. Rồi chúng ta phải có cái thuật toán nữa, cộng lại lập trình nó ra cái, thì đó cái đó là lập trình theo theo hướng Hàn Lâm. Đây là Hàn Lâm nhé, đây là Hàn Lâm như là Python chẳng hạn, còn đây là Scratch. Thì các bạn thấy như vậy, cái trình Scratch là nó ban đầu là nó chẳng có Hàn Lâm cái gì cả, nó thiên về về showbiz hơn, theo nghĩa là nôm na nó là kịch bản, đạo diễn và lập trình cho mỗi nhân vật và sân khấu. Tất nhiên sau này chúng ta thấy là cái phần lập trình này của nó là nó có một chút mang tính Hàn Lâm, và khi dạy cái lớp này thì tôi sẽ cố gắng trình bày theo hướng Hàn Lâm hơn một chút, nhưng mà chất không thay đổi. Như vậy là cái tư duy làm chương trình Scratch nó khác hẳn với tư duy mà chúng ta lập trình cho lập trình Hàn Lâm. Cho nên là mà không thể nào, cho nên là rất nhiều người hỏi tôi bảo là học sinh phổ thông, trẻ em, trẻ con không không nên học, nên không nên dạy Python, không hoàn toàn không nên dạy Python. Python chỉ nên dạy từ lớp 8 trở lên là cùng thôi, lớp 8, còn lớp từ lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến tận lớp 7 là dùng vẫn hợp rất hợp lý, là học sinh là tư duy Scratch người ta để lập trình. Được rồi, thế thì chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây, lập trình là như sau, thì ở bên 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 thì ở bên trái chính là các dãy, chính là các cái lệnh lập trình đây. Cái hay của thằng này là khi lập trình thì chúng ta không phải gõ lệnh mà chúng ta kéo thả lệnh vào thôi. Thì ở bên trái chính là các lập trình đây. Đây chính là các lệnh lập trình đây. Thì toàn bộ Scratch thì nó chỉ có khoảng tổng cộng có khoảng 200 lệnh. 200 lệnh hơi nhiều đấy, nhưng mà nếu mà ai mà bạn nào mà lập trình thành thạo mà thuộc lòng ý nghĩa của tất cả 200 lệnh này thì coi như mình trở thành chuyên gia về về Scratch rồi. Thì mới đầu thì hơi khó khăn thôi, nhưng mà khi các bạn làm quen rồi các bạn thấy nó rất là dễ, nó không có gì là khó đâu, nó rất đơn giản. Thì có thể là những cái lệnh mà của Scratch này là nó có màu khác nhau, mỗi màu như vậy là một cái nhóm. Thế tôi nói các bạn nhé, nhưng mà ở bên trái cùng là chính là các cái nhóm đây. Chúng ta bấm như nào thì hiện ra đấy, chúng ta khỏi phải cuộn. Thì ban đầu tiên là cái motion đây, đây là đúng, đây là hiện ra đây là nhóm các lệnh để điều khiển hoạt động, điều khiển là
Điều khiển nhân vật là di chuyển trên màn hình, chính là cái này nhé. Hay cái từ là motion là cái nhóm các cái lệnh để điều khiển nhân vật di chuyển trên màn hình. Đấy. Nhóm thứ hai là nhóm looks, là cái nhóm để điều khiển nhân vật thể hiện trên màn hình như nào. Ví dụ như là nó ẩn đi, nó hiện ra, hoặc nó to lên, nó bé đi. Và nó có thể là nó thay đổi màu sắc, thay đổi trang phục, hay nó nhảy, nó bước đi. Đấy, thì nó là cái em không, nó nhảy mà nó gì là nó tôi sẽ nói thêm, tức là nó có thể là nó thay đổi cái trạng thái của cái nhân vật đó nhé. Đó là nhóm thứ hai, là nhóm looks, là nhóm thể hiện. Nhóm thứ ba là nhóm sound, là nhóm âm thanh, là cái nhóm giúp cho nhân vật chúng ta có thể nói hoặc là hát rất là hay luôn, rất là sinh động. Nhóm thứ tư là nhóm events, là nhóm mô tả các sự kiện từ bên ngoài tác động vào đối với nhân vật. Đấy, thì cái này tôi sẽ nói kỹ. Đây là cái sự kiện, là một khái niệm rất là mới mà nó hầu như không có ở trong cái lập trình hàn lâm như là Python, không có. Nó chỉ có hạn cái khái niệm sự kiện, nó chỉ có trong các cái phần mềm ứng dụng thôi, ứng dụng. Tiếp theo là cái nhóm là control, đây chính là các lệnh điều khiển, đây chính các lệnh hàn lâm, đây các lệnh điều khiển chính của một lập trình. Thì phần này là phần tương đối khó, tuy nhiên là Scratch nó đã đưa ra những lệnh mà làm cho nó dễ hiểu đi một chút, cho học sinh trẻ em vẫn có thể hiểu được, chứ nó không có gì là khó. Nhóm tiếp theo là nhóm sensing, là nhóm các lệnh gọi là lệnh cảm biến. Thì đây nó là đây nó là lệnh này tôi gọi là các lệnh trái tim của Scratch. Đây là những lệnh nó gần, nó mô tả gần giống như là rất giống cái điều khiển robot, hay là nó gọi là stem đấy. Thì đây là cái phần gọi là trái tim quan trọng, gần như là nhất của Scratch. Nếu các bạn học sinh nào, các thầy cô giáo nào mà lập trình thành thạo cái sensing này, cảm biến này, thì chúng ta làm chủ được với Scratch, và làm chủ được với kịch bản và đạo diễn. Khi chúng ta hiểu hết tất cả các cảm biến này, chúng ta nghĩ ra được, à nghĩ ra là cái kịch bản thật hay, con lập trình được không đó, nên nó phải mọi thứ là nó. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta lập trình có một con mèo và một học sinh. Thế bây giờ học sinh nó bảo là nhảy lên, em học sinh nó bảo là mèo ơi, nó nói như vậy. Mèo bảo mèo nói lên, mèo trả lời là em là mèo đây. Thì làm thế nào mà để học sinh nó nói là mèo ơi, vừa nói mèo ơi xong thì mèo trả lời ngay là em là mèo đây, làm sao mà làm như vậy được. Đó, nó là cái đó chúng ta phải hiểu hiểu là cái ý nghĩa của lệnh, ý nghĩa của trong cái bản chất của Scratch chúng ta mới làm được. Chứ nếu không thì các bạn lập trình không đúng ấy, thì em bé nó chưa nói xong mèo ơi thì mèo nó nhảy lên rồi, hoặc là em bé nói mèo ơi xong phải đợi 1 phút sau mèo nó mới nhảy, như vậy là sai, không đúng. Mà đạo diễn của tôi là muốn là nó mèo ơi xong là mèo phải nhảy ngay lập tức thôi. Đấy, thì đó, cái tất cả cái đó là rất tế nhị, rất là sâu sắc ở bên trong. Thì cái đó hầu như cái đó là nằm trong khái niệm là cảm biến. Rồi tiếp theo nữa là khái niệm là một cái nhóm là nhóm operator, là cái nhóm mà để ta làm việc với các cái biểu thức số, xử lý số và xử lý sâu. Thì đây là những lệnh, là thực chất nó là phần lõi của các cái ngữ lập trình hàn lâm bây giờ cũng có, như là trong Python có, trong C có, là những biểu thức toán học xử lý sâu ký tự. Thì phần này là phần tương đối là hàn lâm. Thì đối với học sinh tiểu học thì cần học dạy một chút thôi, không 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 dạy sâu sắc cái này. Nhưng mà đối với học sinh phổ thông thì cần dạy, trung học cơ sở thì cần dạy nhiều hơn nếu mà học sâu hơn nữa. Còn đối với học sinh phổ thông thì đương nhiên rồi, vì học sinh phổ thông được học Python, thì tất cả cái này là có hết, tất cả trong lập trình bậc cao nó có hết nhé. Tiếp theo một cái nhóm rất quan trọng là nhóm gọi là variable, là nhóm tạo biến. Tạo biến thì cái biến là một khái niệm mà là khái niệm là một khái niệm là hoàn toàn hàn lâm của mọi người ngôn ngữ lập trình. Biến là một cái đại lượng được tạo ra trong bộ nhớ dùng để lưu dữ liệu. Thì cái biến thì bắt buộc phải có rồi, thì học sinh tiểu học cũng học cái biến, nhưng mà chúng ta sẽ được học một cách rất là đơn giản hơn để cho học sinh có thể hiểu được. Và cuối cùng cái nhóm cùng là nhóm gọi là my blocks, chính là cái nhóm để thực hiện các cái chương trình con. Đấy, tức là Scratch là hỗ trợ cùng cái lập trình, mà hỗ trợ để chúng ta có thể tạo ra các cái hàm hay các chương trình con, hay người ta gọi là lập trình có cấu trúc đấy. Đấy. Thì như vậy là Scratch là có đủ, gần như có đủ gần hết tất cả những cái tính năng của một cái lập trình hàn lâm.
Tuy nhiên là tôi nói rồi là không ai là dạy hàn lâm, không ai là dạy crack để dạy cho học sinh học hàn lâm về lập trình cả, không bao giờ. Không bao giờ. Muốn học sinh muốn học lập trình để mà giải toán, để mà làm thuật toán thì bắt buộc phải nên học Python, nên học C, còn đã học Scratch là để học làm ra sản phẩm số. Có thể là giải toán, nhưng mà phải giải toán thì nghĩ là phải là mô phỏng giải toán thì hợp lý hơn. Chứ còn là cho học sinh làm Scratch để giải toán y như là Python thì là sai hoàn toàn. Theo tôi thì là sai. Cái hay của Scratch là nó là cái lập trình mà để dễ dàng tạo ra một cái kịch bản, tạo ra một cái câu chuyện, tạo ra là một cái sản phẩm số rất là nhanh, rất là nhanh. Bây giờ đòi hỏi chúng ta học lập trình Python thì đến khi nào chúng ta mới làm ra được cái sản phẩm số? Phải học rất là nhiều luôn, học hết đại học chưa chắc đã xong, học hết đại học chưa chắc đã học hết đại học về Python chưa chắc đã làm được sản phẩm số. Rất là khó. Nhưng mà với Python thì sinh tiểu học cũng làm được rồi, chuyện nó khác hẳn luôn. Học sinh tiểu học thì làm sản phẩm số nó đơn giản hơn, cấp 2 sản phẩm số là tốt hơn, đến cấp 3 là nếu học được thì đến cấp 3 làm thì sẽ cực cực là tốt. Thế cho nên là bây giờ chúng ta làm thử luôn nhé. Bây giờ mình thì muốn như này, tiêu tố như này. Bây giờ chúng ta muốn là khi bấm vào nút con mèo này thì mèo nó sẽ nói là gì, sẽ nói là tôi là mèo đây. Không những vậy mà tôi muốn là mèo vừa nói ra bằng chữ, viết ra ở miệng hiện ra chữ, đồng thời là nói luôn câu nói là tôi là mèo đây. Thế có làm được không? Thử nhé cho bạn xem nhé. Đây nè. Bây giờ trong bất cứ chương trình nào thì nói chung là chúng ta bấm vào cái bấm lá cờ này là bắt đầu chương trình. Thì cái việc mà ta bấm lá cờ này nó là một cái, nó gọi là một cái sự kiện đó, bên ngoài. Như vậy là một chương trình khi bắt đầu thông thường là bằng sự kiện là nháy vào cái lá cờ. Như là cái việc nháy lá cờ nó là một sự kiện ở bên ngoài. Như là cái bản là khi mà ta nháy chuột vào lá cờ thì bắt đầu sân khấu mở ra và bắt đầu chạy chương trình. Thì cái lệnh mà điều khiển nó là như sau: chúng ta vào cái nốt và cái nhóm là event nhé, và đây nó có một cái lệnh nó như thế này đó, là when lá cờ là click, tức là khi chúng ta mà click vào cái lá cờ đó, nhìn rõ nè, chúng ta có thể phóng to là nhìn dễ hơn nhất này, phóng to lệnh đó, nhìn thấy rõ chưa đó, đấy. Chúng ta vào cái nhóm là sự kiện nhé, làm event là sự kiện này, chúng ta kéo cái này ra này. Thì khi kéo ra như vậy là chúng ta đang hiện bấm con mèo, chúng ta đang lập trình cho con mèo đây, và đây là cái lệnh đầu tiên của con mèo đây, thông thường là lệnh đầu tiên nhé. Lệnh thứ hai, chúng ta vào cái looks và chúng ta kéo ra cái nút lệnh là lệnh này. Đây là cái lệnh là như sau, đây là để mèo nói một cái chữ gì đó trong 2 giây, thấy không nào? Say hello for 2 seconds, đây là cái lệnh là để cho mèo nói trong 2 giây. Và chúng ta kéo cái này vào sát vào đây, tự nó dính vào đó. Thì đây là khi đây chúng ta hiểu gì, khi mà người dùng mà kích chuột vào cái lá cờ thì mèo sẽ nói là hello, và cái chuyện nó đó và nói như vậy trong 2 giây thì dừng lại. Mà chúng ta sửa, chúng ta bấm đây và chúng ta có thể sửa cái chữ này đi, chúng ta sửa chữ là tôi là mèo đây, tôi là mèo đây, tôi là mèo đây, được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành một trình đơn giản rồi, đơn giản rồi. Nó có một lệnh thôi. Lệnh này là nằm trong cái nhóm sự kiện là khi mà người dùng là kích chuột như vậy. Thông thường đây là cái lệnh đầu tiên của chương trình là phải có. Lệnh này là ở trong cái nhóm là ta bấm vào cái event đây. Thấy không nào? Lệnh đầu tiên này. Đó. Đây là cái lệnh mà tạo vào sự kiện. Sự kiện là khi người dùng là click vào đây. Bây giờ tôi chạy thử nhé, để vào đây này, rồi bây giờ tôi bấm vào đây này, đấy, thấy là có thể thấy là mèo hiện ra là mèo, tôi là con mèo đây, và hiện trong 2 giây đấy, thì đây là cái chương trình đầu tiên là như vậy nhé. Rồi thì bây giờ tôi mới muốn nói, tôi muốn thêm lệnh này, tôi muốn là mèo khi bấm vào đây thì mèo nó kêu meo meo và nó nói tôi là mèo đây. Bây giờ tôi bấm vào nút sao và kéo cái lệnh là đây start sao mèo ở đây, đây nó có sẵn cái, đây là cái lệnh mà là sẽ em chạy, mèo sẽ kêu một tiếng là mèo mèo. Chúng ta sẽ không để cho để ở đây thì nhé, chúng ta để ở đâu, nếu để ở dưới này nhé,
thì mèo sẽ nói là tôi là mèo đây và đợi 2 giây sau thì mới là bật âm thanh lên. Thì như vậy là không đúng kịch bản. Kịch bản chúng ta là muốn là mèo kêu meo luôn và đồng thời là hiện ra dòng chữ là tôi là mèo đây, thì chúng ta phải đưa cái này vào giữa, chúng ta kéo này vào giữa này, vào giữa đấy, nó hiện ra ở đây đấy, để vào giữa nhé, thả ra. Chúng ta chú ý là đối với các lệnh của Scratch, chúng ta có tha hồ, chúng ta kéo ra nó tự động hút vào, chúng ta có thể đưa vào đây, chúng ta đưa vào đây, đây chúng ta có thể di chuyển, đưa vào giữa thoải mái. Thì con nào rất là dễ. Bây giờ thử nhé, bấm vào đây này. Đấy, mèo vừa kêu và nói là tôi là mèo đây. Đó, thì đây là cái trình đầu tiên mà tôi muốn nói các bạn, vì các bạn có thể ghi lại trình này. Bây giờ chúng ta bấm vào đây, bấm vào nút đây và chúng ta ghi vào save, save to các yêu computer, đây là lệnh là ghi lại. Chúng ta sẽ ghi vào cái đây tôi sẽ lưu vào cái thư mục của chúng ta. Thư mục của chúng ta là cái này. Đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái bài hôm nay anh thật là có rồi đấy. Tạo rồi. B1 này. B1 là mèo mèo kêu meo nhé. Đây là cái bài đầu tiên. Mèo kêu meo. Đây là cái hình số 1. Mèo kêu meo. Để một đầu cho dễ nhé. Đấy. Rồi. Thì mình sẽ tạo ra cái file có cái phần mở rộng mặc định là SB3. Đấy, thấy không nào? Chúng ta ghi vào. Đó. Nhưng mà đây là chương trình đầu tiên là như vậy nhé. Chạy lại này, phóng to này, chạy này. Đấy, bấm lên này. Đấy, nhưng mà thấy đây là trình là đơn giản nhất. Chúng ta chỉ lập trình điều khiển mèo thôi, không còn lập trình điều khiển sân khấu. Và kịch bản là như sau. Kịch bản là khi bắt đầu chương trình, tức là khi người dùng nháy vào nút với lá cờ thì mèo kêu meo một cái và hiện ra dòng chữ trên màn hình là tôi là mèo đây. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi mới đấy. Bây giờ tôi sẽ nâng cấp quy trình trình này lên là như sau. Bây giờ tôi muốn là mèo kêu meo, sau đó là mèo nói luôn câu, mèo nói bằng bằng tiếng Việt luôn ấy. Là tôi là mèo đây. Đấy. Thì chương trình là hoàn toàn hỗ trợ. Chương trình cho phép chúng ta thu âm trực tiếp trên màn hình hoặc chúng ta có thể thu âm ở bên ngoài và chúng ta đưa vào sân khấu, đưa vào cho mèo. Thì mỗi một nhân vật là nó có một cái danh sách các cái âm thanh riêng của mình. Rồi, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái âm đây, ở chúng ta đang chọn, khi vẫn chọn là con mèo nhé. Chúng ta làm tiếp gì đó, chúng ta bấm vào cái tab là sao. Đấy. Thì gọi thế đây chính là cái danh sách các âm thanh mà của nhân vật con mèo. Thì mặc định chỉ có một cái âm thanh tên là meo thôi. Chúng ta có thể nghe thử ở đây này. Đó. Như vậy là cái âm thanh có tên là meo là âm thanh mà nó có sẵn đối với con mèo. Bây giờ tôi muốn thêm âm thanh thứ hai để cho mèo nói là tôi là mèo đây, tôi có thể thu âm trực tiếp. Thì thu âm như sau, các bạn chú ý quan sát tôi nhé. Như vậy là với các cái phần mềm Scratch ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta lập trình ra, chúng ta còn có thể là vẽ hình để tạo ra nhân vật. Cái này là tôi sẽ nói sau trong chương trình sau. Như vậy là cái người lập trình là phải có năng khiếu vẽ đấy, chứ không phải là chỉ có lập trình không. Chúng ta có thể thu âm thanh, như vậy là người dùng là phải có khả năng nói là chuẩn, âm thanh chuẩn tiếng Việt thì mới thu âm nó mới hay. Chứ ta thu âm mà nó không không chuẩn thì nó không hay. Giọng tôi là không chuẩn đâu, nhưng mà tôi thử các bạn xem nhé. Thu âm như sau này. Bây giờ tôi thu âm thêm một câu là tôi là mèo đây, để tôi muốn đưa vào cái đạo diễn như sau, đưa vào cái kịch bản ra là khi mèo kêu meo, sau đó mèo sẽ nói là tôi là mèo đây và đồng thời mèo viết chữ trên màn hình tôi là mèo đây. Bây giờ muốn thu âm thêm, tôi bấm vào nút này, các bạn chú ý bấm vào đây, các bạn làm theo tôi, bấm vào đây và các bạn đưa vào nút này. Đây là cái nút dùng để thu âm tại chỗ thêm một âm thanh nữa để gắn với mèo. Chúng ta bấm vào đây. Rồi, thì ở đây nó ra hiện ra cái màn hình là chúng ta có thể thu âm trực tiếp bằng máy tính vào đây nhé. Thì các bạn bấm vào đây và các bạn nói xong thì là bấm nút ô vuông để chúng ta dừng lại. Tôi làm thử gọi xem nhé. Bây giờ tôi bấm lên và tôi nói luôn là tôi là mèo đây. Các bạn yên tâm là các bạn có thể mà khi mà thu âm xong, các bạn có thể chỉnh sửa cắt gọt cho nó chính xác. Cái này là cái rất hay của chương trình. Tôi làm thử nhé. Bấm lên này. Tôi là mèo đây. Bấm vào đây. Đó. Như vậy là tôi vừa mới thu âm xong cái âm thanh là bây giờ tôi kiểm tra này, chạy thử này. Tôi là mèo đây. Đó.
Thế bây giờ nó thừa tôi có thể kéo cái này vào đây, kéo cái này vào đây. Đấy. Và tôi kéo cái này vào đây. Hai bên này là không cần nữa, là xóa đi. Đó. Đấy, được chưa? Và bây giờ tôi sẽ ghi lại cái phần này sẽ bị xóa đi này. Đấy. Phần ở giữa là phần lưu lại, tôi sẽ ghi lại, tôi sẽ lưu lại. Đó, bây giờ đây là mèo đây này, nghe lại nhé. Tôi là mèo đây. Đó. Và bây giờ tôi ở chỗ này có chữ là sao và recording một, tôi sẽ xóa, đây là chính là cái tên của âm thanh nhé. Tôi ghi vào đây là tôi là mèo. Phải ghi là như vậy thôi. Enter. Như vậy là cho thấy như vậy là chúng ta vừa mới bổ sung cho con mèo này là như vậy, con mèo này là một âm thanh nữa. Âm thanh đầu tiên là đây, bấm vào đây này, là cái này này. Âm thanh thứ hai là cái này. Tôi là mèo đây. Đó. Bây giờ chúng ta quay lại, mình bấm vào cái tab code và chúng ta sẽ bổ sung âm thanh cho con mèo này. Chúng ta kéo cái âm thanh là start sound vào đây. Đấy. Và chúng ta chọn cái âm thanh là tôi là mèo đây. Tôi có đến hiện hiện ra này. Và chúng ta đưa cái này vào đằng sau cái này. Trên cái này. Đấy. Lát nữa tôi sẽ nói thêm cụ thể. Chúng ta chương trình chúng ta trong ngành trong chương trình nó có hai lệnh âm thanh, lệnh này là một này, lệnh này là hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Lệnh nói có hai lệnh, một là lệnh này, hai là lệnh này. Đó thì chúng ta sẽ học tìm hiểu sau cái này nhé. Lệnh hoài thì chúng ta học cái này xong, đây là cái lệnh mà là hiện hay là lệnh này sẽ hiện ra dòng chữ trên màn hình và sau 2 giây thì dừng lại. Nó đợi trong 2 giây mà dừng lại. Rồi chúng ta thử cái trình này nhá. Bấm lên này. Các bạn chú ý nghe này. Mèo kêu meo. Sau đó là mèo nói tôi là mèo. Đồng thời mèo sẽ ở miệng mèo là hiện ra cái dòng chữ tôi là mèo đây. Bấm lên này. Tôi là mèo đây. Đấy. Gần như đồng thời thì có nào. Meo và lên lại này. Tôi là mèo đây. Đó. Thì đến bây giờ là chúng ta là hoàn thành trình thứ hai nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi lại này. Cái phần này tôi có thể bỏ đi này. Muốn bỏ lệnh tôi chuyển sang bấm này, tôi bỏ đi này. Kéo sang bên trái nó bỏ đi này, thấy chưa? Nhưng bây giờ tôi sẽ ghi lại này, đây là bài thứ hai nhé, ghi vào đây này. Bài thứ hai là bài bài số 2 là mèo mèo nói này, tạm thời đơn giản như thế. Mèo nói tôi là mèo đây nhé, đơn giản. Thế nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong ngay từ buổi đầu tiên chúng ta làm xong một cái bài một cái chương trình này đơn giản và mèo có thể nói được nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái lệnh nữa nhé để chúng ta hình dung như thế nào nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ làm trình thứ hai. Trình thứ hai tôi muốn là tôi sẽ điều khiển không những mèo mà là thêm một con chó nữa, làm được không? Và chúng ta sẽ học là đơn giản thôi. Hôm nay mức độ đơn giản là chúng ta sẽ lập trình điều khiển đồng thời vừa mèo vừa chó trên màn hình. Đấy. Mèo thì nói là meo meo, con chó thì nói là gâu gâu, làm được không? Đấy. Thậm chí chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ thay đổi cái nền sân khấu cho nó đẹp. Làm thử nhé. Bây giờ chúng ta vào file và new tạo thêm một gì mới. Vừa chúng ta làm hai bài rồi, bây giờ chúng ta làm bài thứ ba. Bài thứ ba chúng ta hỏi là có thay thế cái bài đã hiện thời không, đồng ý là OK là có. Chúng ta vào một cái trình mới như thế này. Rồi trình mới là chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi làm các bạn này. Bây giờ tôi sẽ em cái bản như sau. Cái bản là sẽ có hai nhân vật là mèo và chó, đồng thời tôi muốn có một nền sân khấu thật đẹp ở trong cái nào đó, ở một cái gia đình, một trong cái phòng, hoặc là trong ở trong sân trường, hoặc là ở ngoài đường phố cho đẹp. Và khi bắt đầu chương trình thì mèo nói lại, mèo kêu meo và hiện ra dòng chữ là tôi là mèo đây, chó là nói là gâu và hiện ra tôi là chó con đây. Đấy, làm gì như vậy ta. Đây là chương trình tiếp theo, là chương trình sẽ điều khiển cùng một lúc hai nhân vật. Sân khấu thì có điều chỉnh sân khấu, là có thay đổi sân khấu cho làm thử nhé. Bây giờ chúng ta đưa mèo sang bên trái để ta chú ý, và chúng ta sẽ đưa thêm chó vào bằng cách nào. Đây thì ở trong chương trình là có sẵn tất cả những hình ảnh để mô tả các để chúng ta sử dụng. Đã nói đến nhân vật mới là phải có cái hình ảnh của nó,
Như vậy là nếu mà trong chương trình mà không có hình ảnh đó thì chúng ta phải vẽ lấy. Cho nên là cái người mà lập trình sẽ phải có khả năng vẽ đấy cơ. Cho nên là chúng ta có thể vẽ bên ngoài hoặc đưa vào cũng được, hoặc chúng ta vẽ ngay trên màn hình. Cái người mà có năng khiếu vẽ về hội họa đẹp ấy thì người đó sẽ tạo ra những cái sản phẩm rất là tốt, phòng số rất là tốt. Như vậy là ngay từ phút đầu các bạn thấy là lập trình SCADA là nó rất là khác hẳn so với Python, hoàn toàn chưa cần gì hàn lâm cả, nhưng cần ngay những tư duy, là cần ngay những cái năng khiếu về hội họa và năng khiếu về âm thanh. Đó, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ cái lệnh mà bổ sung thêm nhân vật chúng ta sẽ bấm vào đây. Chỗ này là chỗ chúng ta sẽ bấm đây và sẽ để chọn nhân vật có sẵn trong chương trình. Chúng ta bấm vào đây thì máy hiện ra là trong chương trình có rất nhiều, có kho các cái ảnh. Cái ảnh này chúng ta để đưa vào để tạo ra nhân vật mới. Mỗi nhân vật nó ứng một cái hình ảnh của nó mà. Đây, tôi kéo xuống tôi tìm con chó. Chúng ta có thể là gì? Chúng ta có thể chọn đây là cái bộ lọc. Bộ lọc. Bấm vào đây là animal, là animal là cái nút lọc là hiện ra cái con vật thôi. Bấm vào đây. Đấy, hiện ra con vật. Đây chính con chó này. Ta bấm vào đây. Đó. Bây giờ chúng ta có thể di chuyển chó ra phía này. Đấy. Được chưa? Và bây giờ bước thứ ba là tôi sẽ mà thay đổi sân khấu cho đẹp. Tôi bấm vào đây để chuyển sân khấu, để tìm sân khấu khác. Bấm vào đây. Đó. Thì máy hiện ra rất nhiều những cái hoàn cảnh khác, như khác nhau. Tôi chọn đây, bấm đây. Thì lập tức là máy hiện ra đây. À, bây giờ tôi để con mèo ở đây này, con chó ở đây nhé. Đó. Tôi để con chó ở góc này, con mèo ở đây cho nó đẹp. Được chưa? Đó, như vậy là chó mèo cùng nằm ở cùng ở trong trong cái phòng. Bây giờ cái bảng như sau, cái bảng khi tôi bấm vào cái lá cờ thì mèo kêu meo và mèo nói là tôi là mèo đây. Đồng thời chó kêu gâu và chó kêu là tôi là chó con đây. Làm được không? Làm được. Chúng ta sẽ phải lập trình cho riêng rẽ từng con một. Như vậy là mỗi nhân vật là một chương trình riêng nhé. Bây giờ chúng ta bấm vào mèo, đây bấm vào mèo đây nha. Thế đây là khung lập trình cho mèo đây. Đây là mèo đây. Và cho lập trình nhé, rất đơn giản. Chúng ta vào cái đầu tiên là phải cái lệnh là tạo ra cái sự kiện là nháy chuột lên lá cờ. Chúng ta bấm vào nút sự kiện ở đây và kéo cái lệnh là này ra. Đây là cái lệnh thông thường, lệnh bắt đầu một chương trình, là cái lệnh mà khi người dùng nháy vào cái nút lá cờ này là nó bắt đầu chạy nhé. Thế làm rồi thì lệnh đầu tiên là chúng ta cho mèo kêu meo, là chúng ta kéo, là chúng ta chọn cái lệnh này là mèo kêu meo. Và ngay sau đó đồng thời chúng ta chạy cái lệnh này, đây này, đúng rồi, đây tôi nói các bạn chú ý là khi chạy một lệnh nhé thì cái tốc độ chạy rất là nhanh, cho nên là khi chạy xong lệnh này lập tức là máy sang lệnh này, và cái tốc độ chạy hai lệnh này là giống, nó gần như là trong một tích tắc của đồng hồ, chứ chúng ta cảm giác như là hai lệnh này chạy đồng thời. Cảm giác như là gì, là mèo kêu meo và thông báo là tôi là mèo đây là nhanh gần như tức thời, vì cái khoảng cách cái thời gian chạy hai này là rất là nhanh. Riêng này là khác nhé, lệnh này là khi mèo nói là tôi là mèo đây, đây tôi là mèo đây nhé, tôi bấm đây các bạn rõ đây. Đây nó bị cả, nó bị đơ máy thôi. Đây chúng ta bấm vào đây nhé, tôi là mèo đây. Lệnh này là cái lệnh là lệnh này sẽ hiện ra và đợi 2 giây sau thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Chúng ta chú ý nhé, vì chúng ta để vào đây đó, chạy thử này. Đây là chạy chúng ta tiếp, mèo sẽ làm nhé. Mèo sẽ kêu meo và thông báo là tôi là mèo đây. Đấy, tôi là mèo đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lập trình cho chó. Các bạn bấm vào cái con chó này. Đó thì màn hình hiện ra một cái cửa sổ rỗng hay là rỗng, và ở đây có cái nút là con nút con chó này, mà chúng ta đang lập trình cho con chó, thấy không nào? Rồi thế bây giờ tôi lập trình chó này, thì chó là tương tự như mèo. Chúng ta vẫn phải là khi mà yêu cầu là kịch bản là khi bấm vào đây này, thì bấm vào đây thì bấm vào đây thì bắt đầu chương trình, thì chó mới kêu là go go và nói là tôi là chó con đây. Thì chúng ta lại vào đây, vào event và kéo cái này ra. Chúng ta chú ý nhé, lập trình cho mèo riêng và chó riêng nhé. Bây giờ chúng ta vào sao,
Thì trong con chó đã có sẵn cái âm thanh là gâu gâu rồi. Đây chỉ là âm thanh mà là gâu gâu đấy, có sẵn rồi. Riêng mèo và chó có sẵn, còn các con khác là không có. Tôi kéo vào đây và tôi lại vào cái lệnh này và tôi chọn cái lệnh này, đúng là chưa chứ mèo, và tôi hiện ra được bộ dòng chữ. Tôi là cún con hay tôi là cún con, tôi là cún con đây đấy, cho là hay. Và chúng ta đưa vào đây đó, thì như vậy là bấm đây rồi. Mèo là như này, mèo là khi kích vào đây là mèo là bắt đầu kêu meo meo, và tôi là mèo đây. Còn bấm vào đây là chó thì chó là kêu gâu gâu, và tôi là chó đây, cún con đây. Ta bấm thử nghe thử nhé. Đấy, như vậy đồng thời là mèo mèo và chó là cùng kêu, thấy không nào? Bây giờ để cho hay hơn thì tôi muốn, như là tôi muốn là gì, tôi muốn là chó nó kêu chậm hơn mèo một lúc, để cho nó hay. Làm được không? Điểm mèo kêu trước, sau đó là sau sau một nửa giây hoặc là sau một giây thì chó mới kêu, thì có được không? Làm được. Làm như sau nhé, là ở đây mèo đây, thì khi người dùng mà nháy chuột vào lá cờ thì lập tức là mèo kêu meo meo và hiện ra tôi là mèo đây. Còn chó thì chúng ta sẽ phải có một cái lệnh, chúng ta cho chó nó chậm lại một giây. Làm như sao? Thì chúng ta vào cái nhóm control là nhóm điều khiển, thì nó có một cái lệnh là lệnh wait, lệnh đợi. Đây là lệnh chương trình nó sẽ đợi, không chạy gì cả, đợi trong một giây hoặc là 2 giây. Chúng ta có thể nhập được một con số ở đây hoặc là nửa giây nhé. Tôi để 1 giây đi và tôi đưa vào đây đó, điều trên cùng. Thì lệnh này như sau: khi bắt đầu nháy vào cái lá cờ này thì con chó nó không làm gì cả, nó đợi 1 giây. Sau đúng 1 giây thì nó mới kêu là go go và hiện ra là chuyện này. Thì như vậy là vì sự kiện mà người dùng nháy lá cờ là một sự kiện thôi, cho nên là đồng thời sinh ra là con chó nó sẽ nó gâu sau con mèo đúng đúng 1 giây đó. Được chưa? Chạy thử nhé này, đấy thấy không nào? Ở đây chỉ như vậy thôi nhé. Đó, nhưng mà chúng ta vừa làm xong chương trình thứ ba là đồng thời điều khiển chó và mèo trong một cái sân khấu khác, không phải sân khấu mà bắt đầu nữa, rỗng nữa. Như vậy là một chương trình rất là hay rồi, có sân khấu, có mèo, và như vậy đây là một chương trình rất đơn giản. Điều chúng ta sẽ ghi lại là chương trình thứ ba, chương trình thứ ba trong cái bài 1 nhé. Tôi gọi chương trình này là chó và mèo nhé, chó và mèo đấy. Enter là trong cái tập vào trong chương trình thứ ba. Thế như vậy các bạn thấy như vậy là ở trong Python chỉ cần học một tí tẹo thôi là chúng ta có thể tạo ra cái chương trình là dù rất đơn giản nhưng mà nó cũng đủ hay để cho học sinh thích thú nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm một chương trình thứ ba như thế này. Chương trình thứ ba tôi làm, bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem. Nếu chúng ta mà có một cái file âm thanh ở bên ngoài đấy, chúng ta có thể đưa vào và cho con vật chúng ta là nói. Bây giờ tôi làm thử nhé, tôi sẽ làm chương trình thứ thứ ba là trên vẽ hình là trên một sân khấu và có một cô ca sĩ, và tôi sẽ đưa một cái bài hát mà tôi đã thu âm sẵn ở bên ngoài. Cái bài hát mà chúng ta có thể thu âm bằng cái file MP3 hoặc là file WAV, chúng ta đưa vào thì nó sẽ bổ sung cho nhân vật đó. Và nhân vật đó có thể là gì? Nhân vật đó có thể là hát được trên màn hình. Tôi làm thử nhé, bây giờ tôi làm thử một trình đơn giản. Khi mà nháy chuột thì nhân vật của chúng ta coi như là một ca sĩ hay là một cô giáo đi, cô giáo sẽ hát cho học sinh nghe. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào file new new mới tinh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học, chúng ta cái bài này chúng ta có thể coi, giả sử chúng ta con mèo là một cái học sinh đi, chúng ta có thể đưa chó vào cũng được. Chó mèo là hai nhân vật phụ thôi để mà quan sát thôi, còn nhân vật chính là một cô giáo nhé. Tôi thử nha, tôi để chó mèo ở đây, chó ở đây này, mèo tôi sẽ đưa vào đây thêm con chó nữa cho thành là coi như là hai nhân vật này là hai em học sinh. Đây chó đây, chó để đây để cùng lắng nghe cô giáo hát, được chưa? Và tôi đưa vào nhân vật thứ ba chính là cô giáo. Tôi bấm vào đây chọn một nhân vật là người đây, ví dụ đây là một người nhé. Tôi tìm ở đây, đây là người này hát này rất là hay này. Ôi người này là ca sĩ này, còn ai nữa không?
Thì có rất nhiều người rất đẹp. Chúng ta có thể vẽ bên ngoài được nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ chọn sân khấu. Bấm vào đây. Và tìm sân khấu nó cho nó giống như là cái màn hình sân khấu chúng ta có thể hát được. Này, hình là có. Để tìm nhé. Không có nhỉ. Không. Đây 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 sân khấu đây. Rồi. Như vậy là cô giáo sẽ đứng ở đây nhé, cô giáo bìa mèo để ở đây, chó để ở đây đấy, và cô giáo đứng ở đây đó. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc như sau, là cái việc là chúng ta sẽ thu âm một bài hát này bên ngoài và chúng ta sẽ đưa vào cái cô giáo đó. Đây cô giáo là đây này, đây là mèo này, chó này, và đây là cô giáo. Và chúng ta sẽ lập trình cho cô giáo là hát khi chúng ta nháy chuột lên nút, lên cái nút kích chuột ấy, thì cô giáo hát. Thì chúng ta bấm vào đây nhé, và chúng ta sẽ vào để mà chúng ta chỉnh sửa cái âm thanh của cô giáo đây. Thì với một nhân vật khác khác lạ đấy, không phải là chỉ riêng chó mèo là trong phần mềm có sẵn vào vài con vật thì có sẵn âm thanh thôi. Còn nhưng mà khác không có, thì cô giáo này có một cái âm thanh là pop, âm thanh này vô nghĩa đấy. Để tôi có thể xóa đây, bấm là xóa này. Như vậy là cái hình này cô giáo là không có âm thanh nào cả, được chưa? Bây giờ tôi sẽ trong máy tính của tôi đã có sẵn một cái âm thanh rồi. Đây tôi lưu sẵn âm thanh của chúng ta đây nhé. Tôi đã tạo sẵn âm thanh là đây là chuỗi con, đây là cái file là tôi đã tạo sẵn rồi. Cái file tôi thu âm ở bên ngoài là một cái bản nhạc hay là cái gì đó bất kỳ. Đây là bài bài hát chú ếch con nhé, giả sử như vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cái bài hát này vào như là một âm thanh của cô giáo. Được, chúng ta cùng cùng quan sát này. Đây, chúng ta vào cô giáo này, vào âm thanh này, sao này, và chúng ta đây, chúng ta đưa vào đây và chọn chức năng này này. Đây đây là chức năng là đẩy một cái file, đẩy một âm thanh từ file vào trong máy tính. Rất là hay, rất đơn giản. Chúng ta bấm vào đây thì máy sẽ hiển hiển thị ra cái hiển thị ra cái giao diện để chúng ta chọn file. Bây giờ chúng ta tìm file, để tôi tìm cái file tôi để ở đâu nhé. Tôi tìm đây, đây là Python. Đây describe của chúng ta đây nhé, tôi vào chỗ nhạc này, tìm đúng cái file đó, tôi bấm vào đây này. Đó, bấm nút open, nó sẽ đẩy cái file đó, cái file bất kỳ, file bất kỳ. Phần này có, hoặc là có đuôi là Wave, hoặc có đuôi là gì là MP3. Chúng ta bấm vào đây, nó sẽ đưa vào rất nhanh. Chúng ta nghe thử này, thì chú là chú ếch con được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta lập trình này. Khi mà cô giáo ở đây nhé, đây cô giáo đây, hiện nay không có gì cả. Khi chúng ta bấm vào cái nút là ngôi sao, là lá cờ này, cô giáo bắt đầu hát đây. Vì chúng ta bấm vào cái event và vào cái này, được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vào ngay chức năng là hát, chúng ta vào sound và chọn cái nút là start sound hoặc là nút này là start sound until done. Khác nhau nhé. Cái lệnh này là bắt đầu bật âm thanh nhưng mà chuyển ngay sang lệnh sau. Còn lệnh này là bật âm thanh, chạy âm thanh, chạy xong rồi thì mới chuyển sang lệnh sau. Khá là khác nhau. Biệt biệt tôi muốn là như này: khi cô giáo hát xong rồi thì cô giáo mới nói là cảm ơn các bạn, xin chào các bạn. Rồi tôi bấm vào nút lúc tôi làm này đấy nhé. Đây ban đầu đây đây cảm ơn các bạn, đang nghe nhé. Đây cô giáo này, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tức là gì? Đây là cái lệnh để khi cô giáo mà hát xong rồi thì cô giáo mới nói. Chứ nếu mà các bạn mà để cái lệnh này này, các bạn mà để lệnh này thì là sai hoàn toàn nhé. Để này thì cô giáo là đồng thời vừa hát vừa nói cho cảm ơn. Thấy không nào? Là phải bỏ cái lệnh này ra và phải ở đây cơ, là cô giáo hát xong rồi. Thì chú là chú ếch con đấy. Đây là cô giáo ẩn thìn đăn, tức là cô giáo hát xong rồi thì nó mới chuyển sang lệnh thứ hai. Khác nhau nhé, rất là rất các bạn rất chú ý nhé.
rất dễ nhầm lẫn đấy. Phải ở đây. Rồi, để đây. Bây giờ tôi muốn thêm là cô giáo là nói trước. Trước khi ra cô giáo nói là bây giờ tôi xin hát bài chú ích con. Và cô giáo nói xong rồi bắt đầu hát. Đây tôi là vào lệnh này. Lệnh này đây, lệnh này nhé. Bây giờ xin nói, cô giáo sẽ nói là tôi sẽ hát, hay là dùng từ cô đi, cô sẽ hát bài chú ích con, chú ích con đó. Lệnh này như sau. Lệnh này là khi mà nó chạy này, ta để trước nhé, thì là nó cô giáo sẽ nói câu này và lệnh này sẽ dừng lại trong 2 giây. Sau 2 giây thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo, là lệnh play sau mới là hát. Hát xong rồi thì mới chuyển sang cái lệnh tiếp theo, là lệnh là cô giáo nói cảm ơn. Chứ nếu mà chúng ta dùng lệnh này là sai này, chúng ta để lệnh này là sai nhé. Đấy, lệnh này là chưa, là sai nhé. Đấy, lệnh này là khi nói xong rồi thì nó chuyển sang luôn lệnh sau, vậy là không đúng. Đấy, đây này, này đúng này. Thì cái bản như sau, cái bản là khi chúng ta nhấn nút vào cái ô này này, vào cái ô này thì cô giáo sẽ nói tôi sẽ hát bài, cô sẽ hát bài chú ếch con. Xong cô giáo nói xong trong 2 giây dừng lại, sau đó cô giáo mới chuyển sang hát. Hát xong bài hát thì cô giáo mới nói câu là cảm ơn các em, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đấy, cái bản là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta nghe thử này, ta phóng to này, ta nghe cho đã này nhé, phóng to này. Đấy, bây giờ thử đây. Đấy, cô đã hát bài này. Kể chú là chú ếch con Cô giáo đã hát, có hay là hai hát mắt xong nhìn rồi, cô giáo mới đường, nói ngồi học bài một mình được chưa. bên. Xong rồi cô giáo mới nói cảm ơn các bạn, thấy chưa nào? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới vừa chúng ta như vậy làm xong một chương trình thứ tư. Bây giờ tôi ghi lại một chương trình rất đơn giản thôi, là cô giáo hát và dưới có con chó con mèo nó nghe nhé. Đây, bây giờ chúng ta bấm vào đây và ghi vào, đây là bài số 4, bài số mấy, số 4, bài số 4 là cô giáo hát đúng không? Cô giáo hát đó. Thấy chưa? Thấy thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ mở rộng hơn một chút cho nó hay nhé. Cái bài này các bạn đã thấy hay chưa? Như vậy là vừa mới học cái bài đầu tiên đã thấy rất nhiều thứ hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng hơn một chút nữa cho nó hay hơn nữa nhé. Bây giờ như này, thực ra cũng hơi khó nhưng mà thôi được. Là như thế này. Bây giờ chuyện này là rất là khó luôn, là thôi được, cái này tôi định làm, nhưng mà tôi nghĩ em cái bản cũng rất hay, nhưng cái bản này chúng ta có lẽ chưa làm được, chưa thể làm được trong buổi hôm nay. Cái bản một là như này, là tôi muốn là cô giáo là vừa hát vừa múa, có làm được không? Đấy, câu hỏi một cho các bạn nhé. Các bạn có thể là bài tập về nhà, nhưng mà buổi hôm nay thì chưa làm được đâu, vì chúng ta chưa đủ lệnh, chưa được học đủ lệnh thì chúng ta làm chuyện đó. Hai là yêu cầu thứ hai của cái bản thứ hai là gì, là khi cô giáo nói xong, hát xong thì mèo với chó là cùng cùng kêu lên, cùng kêu là cùng nói là có hát hay quá, nhưng nó rất hay, cái bản nó rất hay, nhưng mà chúng ta chưa làm, cũng làm được. Như vậy là tôi đưa ra được, tôi vừa đưa ra là hai thêm hai cái bản nữa cho bài hát này, cho chương trình này. Thế lại này, cái bản một là cô giáo là vừa hát vừa nhảy múa thì nên dạy con là rất là hay. Cái bản thứ hai là khi cô giáo hát xong thì mèo và chó cũng nhảy lên và nói là gì, nói là cô hát hay quá. Hiện nay là cả hai cái bản này, hiện nay cho giờ phút này là chúng ta chưa làm được, thì tôi vẫn đưa các bạn, để các bạn về nhà suy nghĩ nè. Thì đến buổi sau và buổi sau nữa, khi chúng ta học sang cái phần biến nhớ biến thì chúng ta mới xử lý được. Hiện nay chúng ta chưa xử lý được, trên tôi đành treo ở đấy nhé, treo ở đây thêm hai cái bản như vậy để chúng ta biết như vậy.
Nhưng mà thế này được này. Bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi muốn như sau này là đồng lòng với nhau. Là cô giáo trước khi hát thì tôi cho cô giáo là nhảy múa một chút. Đấy. Nhảy múa. Cô giáo sẽ nhảy múa được khoảng là 2 giây. Xong cô giáo mới đứng lại hát. Đấy. Làm thế thì được. Và kịch bản thứ hai là không cần biết là cô giáo viên hát như nào, nhưng mà vừa vào mà là chó mèo cũng nhảy múa luôn. Đó, thì làm được như vậy. Còn hiện nay là khó hơn là cô giáo là vừa múa vừa hát, mà hát xong thì dừng múa là rất là khó. Cái đó là cần phải có một cái, chúng ta phải học thêm các công cụ nữa. Và kịch bản thứ ba khó hơn là khi cô giáo hát xong rồi thì mèo với chuột, mèo với chó mới nhảy múa thì là khó. Nhưng mà đồng thời được. Bây giờ tôi làm sửa nhé. Bây giờ sau này, bây giờ tôi làm sau này, ngay giờ chương trình, cô giáo vừa hát cái, chứ còn cô giáo chỉ cần hát không biết là mèo với chó nhảy múa luôn. Thì bây giờ tôi lập trình cho các bạn xem là chúng ta có thể điều khiển đơn giản rất nhanh là cách mà điều khiển các nhân vật nhảy múa như thế nào. Đó, bây giờ tôi làm cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi lập trình sang con mèo. Thì nguyên tắc của việc nhảy múa là chính là phim hoạt hình. Đó. Thì nguyên tắc là gì? Là cho mèo nó thay đổi trang phục liên tục để nó trở thành là hoạt động. Chúng ta vào mèo, chúng ta chọn cái trang phục ở đây này. Và nhìn thấy mèo, thấy mèo nó có hai cái hình đúng không? Hình nhất là như này, hình thứ hai là như thế này. Đó. Hai hình này là mèo nó di chuyển chân đấy. Chuyện nếu chúng ta mà cho mèo nó di chuyển liên tục, chân nó đạp liên tục thì nó như là nhảy múa thôi. Như vậy là dựa trên cái thay đổi của trang phục để chúng ta tạo ra hoạt hình. Đó là nguyên tắc rất là cơ bản ở trong Scratch, chúng ta chú ý. Thì cái này chúng ta học sâu hơn mình từ bài từ hôm sau, chúng ta học thêm một thứ nhiều nữa, nhưng hôm nay là tôi muốn demo một chút thôi, gọi là học trước được một chút. Hôm nay là cái bài đầu tiên, chỉ làm quen với chương trình thôi, chưa có gì là học sâu cả. Chúng ta làm quen với nhân vật, làm quen với sân khấu và làm quen với các lệnh cơ bản nhất thức ban đầu đã. Còn từ buổi sau chúng ta học sâu hơn. Được rồi. Thì bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc là gì, cho mèo với chó làm cho mèo nhảy múa này nhé. Đây, chúng ta làm gì cho mèo là chúng ta vào event và chọn ra đây là cái lệnh để cho mèo nó bắt đầu nó à, khi chúng ta nhấn chuột vào cái lá cờ này mà nó nhảy múa thì như sau này. Chúng ta để mà lặp thì chúng ta phải có một lệnh lặp. Thì trong Scratch nó có cái lệnh là cho phép làm một nhân vật thực hiện lệnh đó là lặp đi lặp lại có thể 5 lần, 10 lần hoặc là 100 lần. Rồi, bây giờ tôi sẽ như sau. Tôi sẽ vào cái lệnh control rất quan trọng lên lệnh điều khiển đây. Chúng ta vào cái lệnh là repeat đó. Đây là cái lệnh mà cho phép chúng ta lặp một số lệnh theo một số lần cho trước tùy. Được chưa? Bây giờ cái lệnh mà cho mèo nó nhảy múa là lệnh này. Chúng ta vào looks và chúng ta chọn cái lệnh là next costume. Đây là lệnh là phần mềm sẽ tự động chuyển sang cái hình ảnh tiếp theo của nhân vật, đổi trang phục nhân vật. Và khi chúng ta chuyển như vậy thì vì mèo nó thay đổi chân nữa mà, mèo này, thì khi mà nó thay đổi chân liên tục thì nó chính là cái lệnh này. Đây là cái lệnh cần phải lặp lại, chúng ta đưa vào đây và chúng ta cho lặp lại khoảng là lặp lại là 50 lần, chúng ta đưa vào đây. Đó, thì đây là lệnh cho phép chúng ta nhìn thấy mèo như là mèo đang nhảy múa. Nhé, chúng ta bấm vào trên thử, chạy thử, bấm vào đây thử xem nhé. Này, đấy, thấy cho mèo nhảy múa chưa? Đấy, bấm vào đây này. Đó, chó là tự, chúng ta bấm vào chó này. Chúng ta bấm vào event này và kéo cái này ra này. Và vào cái lệnh là control này, chúng ta kéo cái repeat này ra này. Tôi cho chó là repeat cũng là 50 lần đi, 50 lần. Và chúng ta vào cái looks và chọn cái lệnh là next costume, chúng ta nhớ nhé. Lệnh next costume là cái lệnh một trong lệnh rất hay sử dụng để thường là mô tả các con vật nó nhảy múa, hoặc là con chim nó vỗ cánh, hoặc con gà là nó mổ ăn thóc. Đó, cái này là cái quan trọng, chúng ta đưa vào đây. Em mà đưa vào đây rồi bây giờ chạy thử nhé. Như vậy là cô giáo vẫn cứ hát, vẫn cứ nói và mèo với chó là nhảy múa là 50 lần. Nghe thử này, cho nghe thử nhé. Đây, bấm vào đây này. Đấy, thấy mèo chó chưa? Thì chú là chú ăn con. Mèo
nào thì lúc nào mà cháu đang nhảy múa kia. Nghe lại này. Ta đi, đây là lệnh nút đỏ là nút dừng lại nhé. Nhảy nhẹ từ đầu này. Đấy. Mèo với chó nhảy nhảy nhảy. Kìa chú là chú ăn con có. Chúng ta hạn chế là chúng ta chưa lập trình được là cho mèo và chó nhảy múa liên tục cho đến khi nào mà cô giáo dừng hát thì thôi, thì chúng ta chưa lập trình được. Nên chúng ta chưa lập trình được cái việc là điều khiển giữa các dương vật với nhau, giữa cô giáo và chó mèo chúng ta chưa làm được. Cái đó là học là bài rất sâu, rất lâu về sau này. Nhưng mà hôm nay là cái bài đầu tiên như vậy thôi, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn là những bài mà các bạn mà đã làm mà chúng ta nên đưa lên mạng như thế nào. Đây bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta xem nhé. Về cái bài này là bài số 5 đi. Tôi sẽ ghi lại. Đây, ghi lại là bài số 5. 5 là cô giáo hát mèo chó nhảy múa nhé. Nhưng mà rất đơn giản thôi, chưa có gì cả. Mèo chó nhảy múa. Đó là 5 bài. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cách chúng ta đưa lên mạng như thế nào. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang này. Đây là cái trang trên mạng này. Tôi đọc lại cho các bạn xem nhé. Đây. Chúng ta vào trình duyệt. Chúng ta vào cái trang Scratch đó. Thì theo tôi là mỗi bạn chúng ta phải tạo ra một cái tài khoản của mình riêng. Sau đó chúng ta sign vào cái ấy của mình. Đây là cái tài khoản của tôi nhé. Tôi sign in vào này. Rồi. Khi mà vào rồi thì nó vào cái trang này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có thể là chúng ta bắt đầu chúng ta có thể đưa lên mạng được. Chúng ta vào nút là create để tạo ra một cái sản phẩm mới, một cái quy trình mới ở trên mạng nhé. Đây là đây online rồi đấy. Chúng ta vào cái lệnh là file và lệnh là load from your computer nhé. Bây giờ tôi sẽ load cái bài mà tôi vừa làm xong, bài số 5 nhé. Bấm vào đây và tôi chọn cái file của tôi. Đây tôi tìm cái file mà tôi vừa mới làm. Tôi tìm cái file của tôi. Đây cái file này thì phải B1 nhé. Bài số 5 đây này. Bài số 5. Đây. Bấm vào đây. Thì máy nó sẽ đưa cái file từ trên đấy đưa lên đây rồi. Và lên đây rồi là lưu trên máy tính rồi. Được chưa? Lưu máy tính rồi và tôi có thể lưu lại. Thế này là xong rồi đấy. Tôi sẽ lưu trên cái file và có tên là cô giáo hát cho mèo đây rồi. Nhé. Và file này tôi có thể cất đi cho các bạn xem. Bây giờ tôi có thể phóng to cho nhìn này. Đó. Thì đây chính là cái link. Đây chính là cái link mà tôi có thể copy cái link này cho người khác dùng sử dụng. Đấy, như vậy là cái việc chia sẻ cái file trên mạng nó rất là dễ. Nó rất là đơn giản nhé. Đó. Bây giờ tôi muốn chia sẻ thì bấm nút share. Nút share thì nó sẽ chia sẻ. Bấm vào đây share. Share. Đấy. Khi share này là xong. Thì khi đây là tạo cái file share đã xong rồi và cái đó chúng ta có thể viết thêm đây một dòng chữ ở đây. Đây là instruction là mô tả nhanh cái chương trình. Đây là bấm đây là cô giáo hát thì tôi thôi mà cô giáo hát nhé. Đó. Còn dưới này là ghi thêm cái tác giả của tôi là tôi là Bùi Việt Hoàng, tôi ghi bên vào đây tác giả để cho người khác còn phải biết thôi. Đã đưa lên mạng cái này là đưa lên mạng là vì khi em nhắc lại là cái class là cái môi trường mở mà mạng còn mở, chúng đã share như này lên mạng tức là tất cả ai cũng được xem được và chia sẻ luôn cả số code luôn và như vậy là mạng còn mở luôn nhé. Tác giả là tôi, tác giả ở đây, tác giả là Bùi Việt Hà đây. Các bạn có thể làm và đưa lên nhé. Bùi Việt Hà xong, như vậy là xong rồi. Thế bây giờ tôi có thể bổ cái này vào trong cái studio mà tôi đã tạo sẵn ra tùy ý tôi nhé. Là việc làm xong nhé. Cái này dành cho ai mà làm nâng cao hơn tôi nói sau. Nhưng mà các bạn nên đưa lên và nếu các bạn đưa lên rồi nhé thì nếu mà các bạn muốn tôi kiểm tra, các bạn copy cái link này, đây chính cái link của chương trình của chúng ta đây. Đấy, các bạn copy cho tôi cái link này, gửi cho tôi cái link này thì tôi sẽ biết được tôi vào kiểm tra các bạn đã làm nó đúng hay xưa. Thì tôi sẽ đưa tập về nhà và tôi sẽ đưa công tập các bạn có thể làm những cái bài đó nhé.
Được chưa? Thế như vậy là đây là bây giờ hôm nay tôi sẽ đưa các bạn một số bài tập nhé. Giờ hôm nay rất đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta sẽ làm một chương trình là cho mèo chó chuyện với nhau. Các bạn này làm chương trình là cho mèo kể chuyện cho chó nghe và chó kể chuyện cho mèo nghe chẳng hạn. Mô tả cái chuyện là mô tả lần lượt như vậy rất đơn giản. Hoặc là chúng ta làm chương trình là cho một cô giáo lên là kể chuyện cổ tích gì đó cho học sinh nghe. Hôm nay là cái buổi đầu tiên mà là những cái bài tập đơn giản như vậy. Thì bài tập này tôi sẽ ghi sau lên trên nhóm sau nhé. Nhưng mà vì hôm nay là bài tập mà không, vì hôm nay là cái buổi đầu tiên cho nên bài tập nó cũng không có nhiều. Là sang cái phần sau thì tôi sẽ tăng các bài tập lên khó hơn một chút nhé. Đó, thì đó là cái như vậy đây là cái buổi đầu tiên. Dạ, như vậy là cái chương trình mà hôm nay tôi định nói với các bạn là cái này, tôi xem lại cái slide mà tôi định nói nhé. Đây này, làm quen giao diện là Scratch này, đối tượng là việc chính của chúng ta là sân khấu và nhân vật. Đấy, chúng ta đây là sự việc, đây là việc rất là khác biệt so với những cái lập trình nâng cao khác. Chúng ta là không cần trước mắt là không phải là không phải là cấu trúc dữ liệu, cũng không phải là thuật toán, mà chúng ta là chính là cái người làm kịch bản, làm đạo diễn. Đấy. Vai trò của lệnh, cái được và tách nhóm lệnh, sự kiện nhảy vào lá cờ là cái gì, chương trình đơn giản đầu tiên cho nhân vật nói hát trên màn hình, trang phục của nhân vật là gì, nền sân khấu là gì, và chúng ta cách đưa chương trình lên lên internet, thấy chưa? Và chúng ta nhớ một điều rất quan trọng là chương trình của Scratch đó là nó chính là kịch bản cộng đạo diễn và lập trình cho từng nhân vật và lập trình cho sân khấu. Đó là cái sự, đó là cái điểm rất là khác biệt của Scratch so với Python, so với các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Chứ đừng có nhầm lẫn giữa hai cái này. Và nếu mà ai mà thạo cái Scratch này thì sau này sẽ làm được những chương trình rất là mạnh nhé. Thì nhắc lại một lần nữa nhé, đây là cái giao diện của chương trình này, và chúng ta chỉ việc là kéo thả vào là lệnh, và chúng ta có thể nối vào với nhau như thế này. Đây, chúng ta nối vào đây, chúng ta có thể nối vào như này, chúng ta có thể tách ra từng lệnh một, từng nhóm lệnh một tách ra, chúng ta có thể chuyển lên trên như này. Chúng ta dùng chuột làm rất 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 là đơn giản, được chưa? Không nữa chúng ta kéo thả sang bên này là xóa đi đó, được chưa? Như vậy là cái buổi đầu tiên tôi sẽ dừng ở đây nhé. Các bạn những câu hỏi các bạn có thể hỏi lên trên lên nhóm, tôi sẽ trả lời nhé. Và tôi sẽ sau đây tôi sẽ gửi tự ra nữa, tôi sẽ đưa cái video của tôi lên trên YouTube và các bạn có thể cùng vào xem lại nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé, buổi đầu tiên nhé. Vâng ạ, em chào thầy. Các bạn Con chào hiểu gì thầy. không? Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy. Em chào thầy ạ. Đang nghỉ ở đây Con chào nha. thầy. Em chào thầy.